hai nhặt trùng sán trong thân kinh văn a nan phục dĩ thử tâm tinh nhiên diệu minh kỳ thân nội triệt thị nhân hốt nhiên ư kỳ thân nội thiệp xuất nhiêu hồi thân tướng uyển nhiên diệt vô thương hủy thử danh tinh minh lưu giật hình thể đãn tinh hành tạm đắc như thị phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Việt dịch: Lại nữa A Nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân, bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sán từ trong thân mình, mà thân thể vẫn nguyên vẹn không bị tổn thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh, nếu người ấy không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt, nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Giảng, đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng ngũ ấm ma, ma cảnh này xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập. Nếu ông không tinh tấn trong việc hành trì thì ông chẳng thể nào thu hút ma sự này dù ông muốn, ma cũng chẳng thèm để ý tới ông. Dưới mắt nó, ông chỉ là một kẻ nghèo nàn, nó chẳng có cớ thuận tiện để quấy phá ông. Nhưng nay, vì ông đang lúc công phu, ông vừa tích chữ được chút ít của cải quý báu, đó là lý do ma theo ông để quấy rối Vậy ông phải làm gì khi nó đến? ông cần phải an trụ trong trạng thái như như bất động và tỉnh giác sáng suốt không dính mắc không phan duyên với những hình tướng hiện ra bên ngoài hoàn toàn không dính mắc vào mọi chuyện cũng đừng nên nghĩ cảnh giới ấy quá tuyệt vời ước gì nó lại hiện ra đừng mong ngóng nó cũng đừng ruồng rẫy xua đuổi nó mà chỉ xử sự như không có chuyện gì xảy ra cả nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh thì đó là tình trạng tốt còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã là thánh nhân bỗng nhiên thốt lên ồ ta là người phi thường ta có thể nhặt từng loài chúng sinh từ trong thân mình ra nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông tự tại thì quý vị thực sự mê lầm chỉ với một niệm tự mãn ấy ma quỷ liền len vào tâm và cai quản nó điều khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực Do đó, ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của việc tu hành, chỉ như thế mới có thể giữ cho ông khỏi bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Nếu ông không hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có chút nào công phu không? Chuyện ấy chẳng thành vấn đề, nhưng khi công phu có được chút ít định lực rồi thì ma vương liền luôn luôn để mắt tới ông, chỉ cần có được dịp thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông.